phá đường dây ghi lô đề tại 9 xã ở Yên Thành do nữ quái cầm đầu. 12 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc, nằm trong chuyên án do Công an huyện Yên Thành phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 9 xã trên địa bàn huyện xác lập và khám phá thành công. Ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Yên Thành cho biết đã khởi tố 12 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Các đối tượng này bị bắt giữ trong chuyên án do Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an 9 xã trên địa bàn huyện xác lập và khám phá thành công. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tinh vi, với sự tham gia của nhiều đối tượng. Các đối tượng hoạt động khép kín, chỉ dùng các mạng xã hội để nhận tin nhắn lô, đề. Để triệt xóa đường dây này, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an thành lập nhiều tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân bắt giữ 14 đối tượng, đều trú tại huyện Yên Thành, tại 12 điểm ghi số lô, số đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Trong đó, Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành là đối tượng cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động, 2 sổ ghi chép số lô, đề. Qua đấu tranh, Công an huyện Yên Thành làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày bị bắt giữ là hơn 600 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.